truyền câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn hiện nay vì con đường mưu sinh và muốn kiến tạo sự nghiệp nên nhiều thanh niên dùng nông thôn sau khi tốt nghiệp đại học thường chọn con đường ở lại các thành phố lớn để lập nghiệp tuy nhiên cái chung là thế nhưng vẫn có em trở về quê mình để cống hiến kiến thức năng lực và tuổi trẻ của mình để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới điều gì đã khiến các em quyết định như thế chính tình yêu quê hương là động lực đưa các em trở về nơi mình sinh ra và lớn lên để cùng bà con làm giàu trên chính mảnh đất của mình và tham gia các hoạt động xã hội khác câu chuyện truyền thanh Nghĩa nặng tình quê của tác giả Thu Nga phản ánh khá sâu đậm về vấn đề này. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hữu Phúc dây ông Năm, Kim Liên dây bà Năm, Di Hằng dây chị Tám, Tường Duy dây Nhân con chị Tám, Hồ Trải dây Hải, Ngọc Loan đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Trên con đường của ấp đi ngang qua trước nhà chú Năm. Trời về khuya, Hải đang đi thăm mặn thì đèn của Hải hết pin. Nên Hải ghé vào nhà chú Năm, mượn đèn pin khác để tiếp tục công việc. Chú Năm ơi! Chú Năm! Chú Năm cho con mượn cái đèn pin một chút chú Năm. Ủa? Giờ này 1-2 giờ khuya rồi, ai mà còn kêu cửa vậy cả? Dạ, con Hải nè, Ủa đi đâu giờ này vậy bay Dạ con đi canh mặn Đi tới đây thì đèn của con hết pin Nên con ghé vô hỏi chú cho con mượn cái đèn pin Chú mới nghe cái vụ canh mặn à nghe Người ta canh ăn trộm Canh heo đẻ Canh con nước Còn bay đi canh mặn Thì lạ thiệt nghe hải Dạ mấy hôm nay nước mặn tiến sâu vào địa phương mình Nên con canh để đo độ mặn rồi thông báo cho bà con biết Tặng tranh thủ tứ tiêu đó chú Đây nè đèn pin đây nè để chú đi với bay xem coi độ mặn bữa nay như thế nào để tưới mấy công sầu riêng của chú mới được dạ vậy chú cháu mình đi độ mặn con đo được dưới 0,5 phần ngàn vậy tưới được rồi đó chú năm để con mở máy bơm cho bà con bơm nước chừng nào tưới xong á chú bơm vô ao luôn để chứa nước vài hôm nữa tưới bây giờ con đi thông báo cho chú bảy thím sáu cô ba để cùng tưới cây và bơm nước chứa trong ao con đi nghe chú Năm. Ừ, bay đi nha Sau khi chia tay với Hải Chú Nam về thì cũng gần sáng Vừa bước vô nhà Thì đã thấy thím Năm mở cửa đợi sẵn Ủa, bà thức rồi sao Lúc ông đi với thằng Hải tôi nghe chứ Ta nói cái thằng nó lẹ làng hết sức luôn đó bà Ông khen thằng Hải đó hả Ờ, ở xóm mình á Thanh niên trai tráng bây giờ Ít có ai được như nó nghe từ ngày nó tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp Rồi về quê công tác Thì ấp mình thay đổi hẳn lên Bà thấy không Mặc dù hạn mặn xâm nhập sâu Nhưng nhờ nó hướng dẫn tận tình Từ kỹ thuật bón phân Đến việc tưới nước khi độ mặn xuống thấp Khiến bà con đỡ hết sức Năm rồi nước mặn nó có vô tới kinh của mình Nhưng không có lâu Và mặn nhiều như năm nay Tôi thấy ông chỉ thử bằng miệng Thì đâu có chính xác Nhờ thằng Hải có máy đo độ mặn và biết trữ nước ở trong ao, nên vườn sầu riêng của nó với lại bà con xung quanh đây á không có khô đọt rụng lá đâu bà. Nhờ nó học cao, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đúng một phần thôi, quan trọng là nó có tình yêu với nơi nó sinh ra và lớn lên. Bữa hôm tôi có nghe nó nói, lúc đi học á thấy ba mẹ làm ruộng vất vả để lo cho anh em nó, nên nó quyết tâm học lấy bằng kỹ sư nông nghiệp rồi về đây công tác. Gốc gác nó là nông dân mà, nhưng là nông dân tiến bộ ngang bà. Bởi vậy tôi thấy hai cha con nó cãi nhau hoài. Nhưng rồi ba nó thua, vì nó chứng minh được việc nó làm có hiệu quả. Lúc trước mấy công ruộng ba nó làm không có hiệu quả, nay nó cải tạo lên vườn sầu riêng. Nó còn là bí thư đoàn thanh niên của xã mình đó bà. Nó giỏi và hiền lành vậy Nên tôi thấy ai cũng thương nó hết Con chào chú Thím Năm Đi đâu mà sách toàn ten mấy con cá vậy bay Dạ nhân hồi tối đi thả lưới dính mấy con cá Nên con qua cho chú Thím Sao không bỏ bịch ni lông cho gọn Mà sổ sâu như hồi xưa vậy bay Bữa hổm hải vô giường con Hướng dẫn cho thằng nhân cách bón phân cho sầu riêng Nó thấy tụi con để chai lọ bịch ni lông tùm lum nên nó gom lại và nói để bảo vệ môi trường thì hạn chế xài đồ nhựa nó nói đúng đó môi trường ô nhiễm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình mấy ngày qua các cháu đoàn thanh niên xã đi dọn vệ sinh phát quan làm cỏ ở các con đường và trồng bông hai bên nó còn tặng chú thím một bịch khẩu trang một chai nước rửa tay căn dặn khi đi đến chỗ đông người phải đeo khẩu trang khi đi chợ về phải rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch corona. Con cũng được tặng nữa. Từ ngày nhân đi theo thằng Hải á, con mừng quá có à. biết lễ phép, không có còn mê chơi game nữa. Thấy thằng Hải trồng sầu riêng có hiệu quả, nó ham rồi học hỏi theo luôn á. Nói tới thằng nhân chú mới nhớ, nó nghỉ học, rồi giờ bay tính làm sao? Dạ, cũng nhờ thằng Hải, gửi nó đi trung tâm giáo dưỡng, cai nghiện đó chú. Bây giờ thằng nhân không có còn lêu lỏng nữa. Thằng Hải chịu khó tới lui quan tâm khuyên bảo thằng nhân mưa dầm thấm đất, riết rồi nhân cũng nghe theo. Vậy là mừng rồi đó con. Dạ, thằng Hải đang lo hồ sơ cho thằng nhân học nghề, trồng trọt chăn nuôi. Để sau khi tốt nghiệp trở về đây công tác, cùng thằng Hải đó chú thêm. Ờ, giúp cho thằng nhân trở thành người tốt, chi thú làm ăn á là chú mừng lắm ạ. Con mang ơn Hải nhiều lắm luôn á. Nó lo cho thằng nhân như em ruột. Dường sầu riêng của con á, nếu mà không có thằng Hải á, thì mùa này coi như con mất trắng luôn rồi ở đây đứa nào cũng như nó thì số mình sẽ giàu lên mấy hồi. Hải Nhân đang đi kiểm tra mấy miệng cống ngăn mặn ở con kênh dẫn nước vào vườn cây ăn trái của bà con trong áp. Nghĩ một chút đi anh Hải. Sắp xong rồi chú mày. <laughs> Giọng anh đó giống ông Năm quá chừng à. Chú mày chê anh già hả? Dạ không có phải vậy. Anh lo làm, lo cho mọi người mà bản thân không lo gì cho anh hết trơn à. Em nói anh phải lo chuyện gì cho anh nè à? thì uh, lo cưới vợ đi anh ừ thì uh, anh chưa nghĩ tới em nhỏ hơn anh mấy tuổi mà má em á cứ bắt em đi lấy vợ kìa em nói chừng nào anh cưới vợ thì em cưới đừng có học theo anh cái vụ này nha anh lận đận tình duyên lắm đó sao tới giờ anh chưa cưới vợ gì anh hải lúc trước á anh có quen ai không có anh cũng hẹn hò sâu đậm lắm chứ nhưng chỉ hẹn hò với con nước thôi có khi hẹn tới khuya luôn nói đùa với em chứ lúc học đại học á anh có quen cô bạn học chung lớp nhưng mà khi ra trường á anh về quê công tác còn cô ấy thì muốn ở lại thành phố hai quan điểm khác nhau nên tụi anh chia tay em phục anh luôn á vì quê nhà mà trở về đây công tác như em với nhóm bạn nè trước đây chơi quê hương mình nghèo khi đi lên tỉnh học á bị tụi bạn trên đó gắn mát đồ nhà quê nên mặc cảm á, rồi co mình lại anh không hề mặc cảm là mình ở vùng sâu vùng xa vì vậy anh cố gắng học để chứng tỏ cho tụi nó thấy thanh niên ở quê học giỏi không thua kém gì học sinh thành thị hơn thua nhau là ở ý chí phấn đấu lúc anh tốt nghiệp loại giỏi được nhà trường giữ lại giảng dạy và phụ trách đoàn thanh niên nhưng mà anh từ chối nhiều đứa bạn anh rất bất ngờ người yêu của anh vì vậy cũng giận anh mà chia tay đó chắc em không có được như anh đâu em nghe nói anh được kết nạp đảng từ khi học đại học hả sao anh giỏi quá vậy có nhiều người còn tài giỏi hơn anh nữa kìa em có đọc báo xem tin tức không nhiều học sinh du học nước ngoài được các công ty nước ngoài mời vào làm việc một tháng lương bên ấy bằng mình là một năm ở đây nhưng vẫn quyết định trở về việt nam vì những người ấy có một tấm lòng yêu quê hương của mình còn anh thì chỉ ao ước thay đổi cuộc sống của bà con mình ở đây thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm giàu trên quê hương mình. Em rầu nhất á là mấy bác chú ở đây cứ nhắc em cứ vợ hoài hà, rồi cho ra riêng mấy công giường, mấy công ruộng, sanh bao nhiêu con. Đó là văn hóa làng mà em. Thôi, nhanh tay lên, mấy anh em còn ghé nhà bà Tư, mẹ Việt Nam Anh Hùng của xã mình, để thăm và trao quà của đoàn thanh niên nữa kìa. Mẹ Việt Nam Anh Hùng thì có sẽ lo rồi mà anh. Bà Tư có đảng nhà nước lo, nhưng mình là con cháu, thường xuyên ghé thăm cho bà vui. Bà bây giờ sống với dì Sáu Mà dì Sáu cũng cô đơn mà em Thanh niên mà ai cũng hiểu được như anh Thì hay biết chừng nào Em á phải học ở anh nhiều dữ lắm à, Mà em muốn dây vốn để chăn nuôi được không anh? Ngân hàng chính sách xã hội có cho đoàn viên thanh niên dây vốn để phát triển kinh tế Em làm kế hoạch chi tiết Nhưng phải gắn với mô hình phát triển kinh tế ở địa phương mình Thì sẽ được thôi em Em về sẽ làm liền và gửi anh xem trước nha Có gì anh góp ý giúp em nha ừ tại nhà ông Năm. Ông đang ngồi uống trà, thì chị Tám đi vào, giọng lo lắng. Con chào chú Năm. Con nói này chú Năm nghe nghe. Chuyện gì thì bay cứ nói đi Tám. Con nghe dịch Covid-19 nó lây lan nhanh quá à. Mà thằng Hải với thằng Nhân còn đi ra trạm y tế để tham gia đội phòng chống dịch. Bộ tụi nó không sợ lây lan hay sao á. Nhưng con á, thì lo quá chú Năm ơi. Con Tám, bay mới qua chơi đâu hả? Ủa, thêm đi đâu về mà bịt kính khẩu trang vậy? mấy ngày nay thím ho nên ra trạm y tế khám bệnh mấy rài bay cũng nghe đài báo nhắc nhở hoài đó dịch covid 19 chín đang diễn ra như thế này thì mọi người á, nhất là người già khi có nghi ngờ về sức khỏe thì cần phải đi khám bệnh chứ không nên giấu bệnh đó bay sao thím đi có mình vậy không nói chúng chở đi đây ra ngoài đó gần mà bay thím đi bộ coi như tập thể dục thôi ờ mà bà có gặp thằng hải thằng nhân với lại mấy đứa đoàn thanh niên không có tụi nó đang ở ngoài á đứa nào cũng bịt khẩu trang mặc đồng phục xanh tụi nó lu bu dọn vệ sinh nên đâu có lại gần mình kìa hãy về tới kìa con chào chú thím năm chị tám thím năm khám bệnh bác sĩ nói sao rồi thím bị viêm họng cho thuốc uống vài bữa nữa tái khám sao công việc của tụi bay làm ngoài đó xong rồi hả dạ tụi con làm xong rồi mới về nè thím còn thằng nhân đâu không thấy về chung với em em nhân cùng với một số anh em khác thì đi phát tờ rơi hướng dẫn bà con cách đeo khẩu trang rửa tay đúng cách đó chị mọi năm tới tháng 3 tao thấy tụi bay ra quân tháng thanh niên gì đó năm nay tình hình dịch bệnh vậy á thì có ra quân không bay dạ do tình hình đang trong mùa dịch covid 19 nên các địa phương không tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên mà bắt tay ngay vào những công trình phần việc cụ thể như trồng cây xanh cải thiện môi trường các hoạt động vệ sinh tại chợ xã tụi con vận động các nhà hảo tâm đóng góp tặng nước rửa tay diệt khuẩn xà bông khẩu trang cho bà con đó chú nhiều việc như vậy á mà còn chạy đùn chạy đáo để lo ba cái vụ hàng mặn nữa hả dạ đây là trách nhiệm của con của một đoàn viên mà thím chỉ mong bà con mình bình tĩnh tin tưởng ở sự lãnh đạo của đảng và nhà nước trong mọi tình huống thì sẽ vượt qua những khó khăn trong thực tại <laughs> tôi bày thiệt đúng với cái câu mà chú thường nghe đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh, nghĩa nặng tình quê của tác giả Thu Nga mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ, giờ này. Thân ái chào tạm biệt.